My salary home. Đấy, rồi bắt đầu trả bill. Tuột bà nó hết tiền. Cái gì leo leo vậy? Ấy sắp hết rồi kìa chú. Sắp hết rồi kìa. Yên bé tuyết nguồn què gì vậy? Thôi đi đường nào? Cứ né ông Boomer đi hả? Bắt đầu trả tiền nữa nhờ, khổ ghê. Nội tiền học nó tiêu kha khá tiền. Miếng. Nó đang đạp xe đạp gì vậy? Đạp xe đạp nằm nữa chứ. Giống tôi xưa tôi thử đó. Tôi suy nghĩ vật lý là kiểu tôi mà đạp xe đạp nằm á, có khi tôi tiến lên đằng trước được. Cái tôi đạp nằm cái tôi thấy tôi đứng yên tại chỗ. Buồn ghê. Má áp não mình kiểu. Ai thi. Ủa dạ cái gì vậy? Ủa hồi nãy chú nói đi xuyên boomer được. Má cây tế nhỉ. Ủa nó hồi sinh vậy là được luôn rồi à? Không à, được không? Ok mất hết đồ thôi nhưng mà thôi kệ, có cái melee rồi đúng rồi. Try to avoid Try bomber. to avoid bomber. Vậy thì một người đi, một người từ từ. Ít nhất phải có một người an toàn. Mới sao thi thế đá quăng xuống vậy? Chú đi được một khoảng, tôi mới dám đi một khoảng mà. Đó. Má ơi. Đường đủ khó à. Bắt bò nó đây nữa. Ui dồi, nguyên dàn zoom làm sao luôn. Không có cái melee đủ rồi. Đứng và nép. Đi như thế này. Có chúa mà đẩy tôi xuống được. Nhé. Tỷ dằn nào mà xấu hổ lắm luôn á. Má số phận. Má nó làm cái đường cái này mà cái đường đi kiếm tới cái toilet là chắc tôi lăn đùng ra tôi đó đó luôn. Làm bãi luôn. Má đi toilet mà nó bắt đi kiểu này chắc khùng luôn. Úi dồi, boomer giữa đường. Thấy mẹ rồi. Tao đẩy. Ta lại đẩy. Ta đẩy. Who are đang tới hướng vô đây. Zombie đằng sau này nhiều thế nhỉ? Interesting. Tôi đẩy nó xuống dưới luôn rồi.
Mà nó đứng nó lưỡng lự, nó định phun hay không phun mà không thấy. Cái bực quá thôi tôi đẩy mẹ em dưới vô nhanh. Khổ lắm rồi. Tốn thời gian. Còn cái góc nhìn tôi vui lắm mà mấy con zombie nhìn thấy tôi xong nó cố gắng nó chạy lên trước. Bị ạch voi luôn má. Đang đi toilet mày nhìn nhìn nó buồn què. Lại đi nào, các con của mẹ. Tới giờ kề KPI rồi. Có Hunter rồi. Nàng tới hương chú rồi. Rất xa và dài. Mày đi giữa trường rớt lại đi lại từ đầu chứ tôi khùng luôn. Tôi nhắm mà bắt hụt mà hơi nhục á. Ta chưa biết nếm mùi đá rơi bao giờ. Trong cái map này thôi. Còn mấy map kia lúc nào đá cũng đập vào đầu. Ủa sao cái góc này cái mũi tên này sao chú? Ồ leo lên hả? Không có đâu hả? Gần hướng tôi không? Thôi chú cứ đi tiếp đi để tôi cứu nha. Tôi vô đôi xèo cứu nha. I'm coming. Kiểu cái gì âm vang đúng không? Hay là double ganger? Ảo chưa? Mà vậy tí nó coi clip là tự nhiên có giọng tôi xuất hiện hai lần á. Đang tới. Nếu mà chú rủ lòng thương xót thì chú tay le tụi tôi. Còn nếu chú hông thì cứ để tụi tôi kẹt KPI tiếp. Nếu có mình tôi thì đảm bảo là chú phải tele tôi rồi đó, nhưng mà tại vì không chắc. Gần vị trí nhau vậy có gì ông nằm mà kéo ông lên. Ê có gì bả nằm thì kéo bả lên lộn. Bác ngồi lết. Rồi, mọi người thấy video rồi nha. Đó, có người làm chứng hả? À, tôi sẽ kiện. Tại vì, tại sao? Tại vì tôi là nam. Phân biệt đối xử. Where my gender equality? Thôi, bỏ qua đi. Ở dưới không? Ừ, giỏi
vô nhà, vô nhà, vô nhà, đóng cửa lại. Chúng ta sắp xong rồi. We sắp xong rồi. Ủa, 40 rồi, còn 5 map nữa xong rồi.